xin chào khán giả nhé. Trong cái clip này tôi sẽ làm một cái khế có bộ rễ rất đẹp, bộ rễ rối. Có lẽ nhiều người sẽ nhận ra cái cây này trước tôi quay ở triển lãm Nam Định. Tựa đề là, có tiêu đề là giằng co cây khế giữa người bán và người mua. Thì cái đợt đó là không giao dịch được, nhưng mà cái cây này đã đi triển lãm ở Thái Nguyên và được anh Ninh anh mua về. Đấy, thì cái cây khế này là cây khế quen thuộc của một số anh em đã theo dõi kênh. Đấy, bộ bông tay dăm rối này. Rất rối. Bây giờ tôi phải làm lại để cho thành một cái bộ tay bông cho nó phù hợp với lại cái gốc bệ của cây này.
Vâng, là tôi đã làm xong cái cây khế của chúng ta. Sau khi làm xong thì nhìn nó biến đổi cái dáng hoàn toàn mới, theo một phong cách mới. Đây là một tay bay đổ. Cây rất đẹp, có bệ rễ rối, nhìn những chiếc rễ đan lại nhìn rất đẹp, và cây côn tay cành có độ lắc rất dẻo và đổ. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào anh em nhé. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.